Máy ảnh của em chỉ chụp cầu thủ trên sân thôi, không chụp nhiều. Chưa hiểu chưa? Nóng hổi lên cái sóng này. Bán đâu? Xong rồi cộng thêm đội kia đang thắng. Hay quá. Thắng thắng ơi. Thắng ơi. Ôi. Đi đây. Một sao thôi. Đá đấy, ai không xin còi. Đâu còn đâu. Ai đâu. Chết. Đá thôi. Chắc rồi. Làm cái đánh. Một sao đâu. Tốt. Chuyển luôn làm ơi. Làm sao đây? Không, nó chỉ cần tâm lý giải tỏa quá là nó nhanh lên. Lâm vào thôi nhá, lâm vào thôi nhá. Đá được hơn ra. Xuống đi tí chín đây. Làm sân mình thôi như hỏng bên kia nữa còn chết là anh. Lên này anh được của phe. Cột 2. Hay lắm. Hay quá. Cái xuống thằng Nam rồi. Anh ơi. Chạy không? Chơi được. Đây. Lên. Tốt. 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 Hay. Hay rồi. Hết rồi, hết rồi. Ok. Lên lên. Cứu nó, cứu nó, hey! Quá. Còn 20 phút nữa, 4 phút 10 quả nữa, 4 phút 1 quả nữa. Tỷ số 3-1. Đã có 1 triệu nhá. Trưởng ban quản trị và phó ban quản trị. Rồi hết. Nhẹ cái này nhá, nhẹ cái này nhá. Hay quá. Xong rồi. Có trưởng ban thấy người cái mấy này nhiều quá nó khuyên mẹ này. Có 2 triệu rồi nhá. Hả? Mấy này nhiều quá khuyên mẹ để không đếm được nữa rồi. Ủa là chết. Hay quá. Hay quá đọc 4 quả nữa. Đây ơi. Theo 18. Nhiệt tình luôn này. Đây, chém vào. Thay người. Bà đi, tụng này. Mày tụng đưa bà đi. Bên kia là người kìa. Bà đi, cứ đá đi. 10 phút nữa thì đừng thay người rồi. Còn khoảng 5 quả quá thắng rồi. Vậy. Mình thắng rồi, bây giờ chúng ta thắng rồi. Đi. Mình ơi, tập tụi đây, tụi đây. Tụi đây đâu ơi. Đâu đâu. Đây. Rồi. Rồi. Anh cứ bình tĩnh. Đổ đi. Thanh Long đây. Thôi đấy để cái đá kệ. Rồi thế. Rồi hết. Đi phải theo anh cùng đến gì nữa. Đây chết nhá. Anh Trung ơi, con đang mỏng manh lắm anh nha, không ấy gì đâu. Bên kia lông trắng hay quả rồi anh. Đá bên kia. Đá cái chủ quan đấy anh. Bên phòng. Thắng luôn. Mình nhỉ, thắng luôn. Đi ba, đi ba. Ăn rồi. Ba. Đánh người, đánh người, xoay vòng anh. Đánh người. Đánh vào đấy. Đâu ơi, đánh người, 85 đây. 85 anh đây. Anh Long ơi. Anh Long ơi. Vừa vào xong. Cho tao ông đi Long. Để rồi. Rồi, thách có 2 bàn thôi. Nhưng mà rất 2 bàn của mình đang bỏ quanh lắm đấy. Mình 3 bàn rồi. Lên em ơi. Anh Long ơi. Quả này chết cùng rồi. Hai cái vấn đề vui là chính lại thua. Bọn em không biết là có trận thứ 3 nữa hay không ấy. Ra. Ok. Hết rồi. Ra đi. Tất cả tỷ số anh ơi. 5-3.